iPhone 12 sắp ra mắt à? iPhone 11 rẻ. Mua không nhỉ? Nhưng mà hết tiền rồi. Không hết. Bảo hết tiền. Bảo hết tiền rồi không? Thôi. Xin chào các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Đấy, như anh em có thể thấy là ví mình bây giờ đã hết sèn rồi, hết mana rồi. Thì như anh em đã biết, khi mà chúng ta đã hiến máu cho Apple, lúc nào cũng rất là xót thận, lúc nào cũng rất là tốn tiền. Tại sao nó lại như thế nhỉ? Anh em vào tự hỏi là tại sao Apple nó lại trở nên đắt đỏ như vậy hay không? Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút, đó chính là hiện tại cái mức giá của những cái thiết bị iPhone 11 Pro Max đang có mức giá vô cùng là ưu đãi. Và ngoài ra, iPhone 12 cũng sắp ra mắt rồi, thế nên là tất cả những cái thông tin về iPhone 11 cũng như là iPhone 12 thì mình sẽ để hết ở đường link phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphone S để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé. Cái lý do đầu tiên khiến cho những cái thiết bị của Apple có thể trở nên đắt đỏ như vậy, đó chính là trong cái thời điểm hiện tại, người dùng bắt đầu có cái thói quen là ít thay đổi những cái thiết bị công nghệ của họ rồi. Điển hình như là ngày trước ấy, khi mà Apple họ cho ra mắt những cái thiết bị iPhone thì họ mong đợi rằng là người dùng sẽ thay những cái chiếc iPhone sau 12 tháng. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi. Qua những cái thống kê thì họ cho biết được rằng là vào năm 2018, một người sử dụng điện thoại bình thường trung bình sẽ đổi điện thoại sau 3 năm, và con số đấy nó lên tới là 4 năm vào năm 2019. Thì khi mà người dùng họ bắt đầu có cái thói quen gọi là ít đổi điện thoại đi thì lúc này Apple sẽ bán được ít điện thoại hơn, và điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số của Apple. Vậy thì Apple đã làm gì? Thì trong kinh doanh chúng ta sẽ có hai cách. Cách một đó chính là bán giá rẻ nhưng với số lượng nhiều. Cách thứ hai đó chính là bán giá đắt nhưng với số lượng ít. Thì Apple đã chọn cách thứ hai và họ đã tăng giá cái sản phẩm của họ lên. Điển hình là khi mà cái thời điểm ra mắt chiếc iPhone 7 ý, thì cái mức giá của nó sẽ dao động khoảng là 650 đô. Tuy nhiên, một năm sau đó, khi mà iPhone X ra mắt thì cái mức giá của nó đã lên tới là 1.000 đô rồi. Và cái dòng đời sử dụng một cái thiết bị của Apple nó dài như vậy thì điển hình chúng ta có thể kể tới là lần trước ý, mình đã có một cái video khi mà mình trên tay chiếc iPad 2 sau gần 10 năm nhưng mà mình hoàn toàn có thể sử dụng cái chiếc iPad này một cách rất là bình thường. Hay là đối với những cái sản phẩm khác, ví dụ như là MacBook chẳng hạn, thì mình vẫn thấy rằng rất nhiều anh em mua những cái sản phẩm MacBook đời 2018 này, 2017 này và thậm chí là 2016 và sử dụng một cách rất là bình thường. Tuy nhiên sử dụng lâu thật nhưng mà bền hay không thì 2018 với 2017 là nhiều lỗi vặt lắm ấy nhá. Tăng 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 tầm. Đây là mọi người nói là bị lỗi gì ta? Lỗi cắt màn hình đúng không ta? Thì nó hở sáng như cái đèn sân khấu như thế này. Đây. Cái lý do tiếp theo mà khiến cho những cái sản phẩm Apple trở nên đắt đỏ đó chính là họ đang sử dụng cho mình một cái hệ điều hành riêng. Và cái hệ điều hành mà mình đang muốn nói ở đây đó chính là iOS này, macOS này, vân 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 vân. Thì hệ điều hành thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức giá? Đầu tiên, đó chính là những cái hệ điều hành của Apple, ví dụ như là iOS hay macOS, hoàn toàn có thể cạnh tranh được với cả những cái hệ điều hành khác. Và thậm chí rất nhiều người dùng khi mà sử dụng những cái hệ điều hành này, họ còn nói rằng là iOS, macOS nó còn mượt hơn cả Windows và Android cơ. Thì tại sao nó có thể cạnh tranh được như vậy? Tại vì là đối với cả iOS và macOS thì đây là những cái hệ điều hành của Apple và Apple làm ra, thế nên là họ hoàn toàn có thể tự chủ được cái hệ điều hành này. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là họ hoàn toàn có thể tối ưu hóa những cái hệ điều hành này với cả những cái dòng sản phẩm của họ. Mà anh em biết rồi, những cái dòng sản phẩm của Apple thì nó cũng chỉ có một vài sản phẩm thôi. Thì iPhone cũng chỉ là đến iPhone 6S là cùng đúng không? Và MacBook thì cũng chỉ một vài đời là cùng thôi. Còn đối với cả hệ điều hành ví dụ như là Android này hay là Windows thì đã có rất nhiều những cái thiết bị ở trên thế giới. Phải gọi là hàng nghìn thiết bị. Tất nhiên Google cũng như là Microsoft họ không thể nào mà tối ưu cho tất cả những cái thiết bị, từng thiết bị một như vậy được. Tiếp theo thì những cái hệ điều hành riêng của Apple đó chính là những cái hệ điều hành độc quyền, có nghĩa là chỉ có Apple mới có thôi. Mà anh em biết rồi, trong cái kinh doanh ấy, những cái gì mà độc quyền thì nó sẽ có một cái mức giá không hề rẻ một chút nào. Lý do tiếp theo đó chính là Apple họ sẽ không quan tâm đến việc là người dùng mua những cái thiết bị cũ. Thì như anh em đã biết là những cái thiết bị của Apple là vô cùng đắt đỏ, và cái cách duy nhất mà chúng ta có thể mua được những cái thiết bị đấy mức giá tốt đó chính là mua những cái thiết bị cũ này hoặc là mua những cái thiết bị second hand. Tại vì là Apple có một cái triết lý, đó chính là Apple không bán hàng giá rẻ, và cái triết lý này nó đã có từ thời của Steve Jobs rồi. Và điều này có ảnh hưởng đến Apple hay không? Thực ra là Apple không quan tâm đâu, tại vì nó cũng chả ảnh hưởng mấy. Và đây còn là một điều tốt đối với cả Apple nữa. Tại vì là trong cái thời điểm hiện tại, cái mục tiêu của Apple không phải là bán càng nhiều thiết bị càng tốt nữa rồi, mà thay vào đó họ đã có những cái hướng đi mới, những cái chiến lược mới. Đó chính là thay vì việc là bán thiết bị, bây giờ họ sẽ bán thêm cả dịch vụ nữa và bán thêm cả phụ kiện nữa.
Thế nên là cái việc mà khi mà chúng ta mua những cái thiết bị cũ của Apple, có nghĩa là đây là một cái cổng để chúng ta có thể tiến tới những cái dịch vụ, những cái phụ kiện khác của Apple. Ví dụ đi, khi mà chúng ta mua một chiếc iPhone cũ, ví dụ như là iPhone 8 chẳng hạn, thì chúng ta rất có thể sẽ mua thêm những cái dịch vụ khác của Apple, ví dụ như là Apple Music này, hay là Apple TV, hay thậm chí anh em nào muốn chơi game là Apple Arcade. Hay là khi mà chúng ta muốn nghe nhạc thì chúng ta sẽ mua thêm gì? AirPods. Và đây chính là cái lý do tại sao mà khi mà chúng ta mua thiết bị cũ thì lại là một cái điều tốt dành cho Apple. Thì trong giới công nghệ, khi mà nhắc tới giá cả của Apple, có một cái thuật ngữ đó chính là Apple Tax, hay còn được gọi là thuế Apple. Đúng rồi anh em ạ, chúng ta đang đóng thuế cho Apple. Anh em cứ tưởng tượng như này, khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua một chiếc AirPods chẳng hạn, thì trong cái tầm tiền đấy chúng ta hoàn toàn có thể mua những cái thiết bị True Wireless có chất lượng cao hơn. Hay là khi mà chúng ta bỏ ra 24 triệu đồng để mua một chiếc MacBook Air 2020, thì trong cái tầm tiền này chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái thiết bị Ultrabook với cấu hình mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại sao người dùng vẫn cứ bỏ thêm tiền để có được những cái thiết bị của Apple, hay là đóng thuế được cho Apple để có những cái thiết bị đấy như vậy? Tại vì là Apple có một cái thứ mà những cái hãng khác mình nghĩ rằng họ chưa làm được, đó chính là một cái thứ gọi là hệ sinh thái của Apple. Và cái hệ sinh thái của Apple này nó đã khiến cho người dùng luôn luôn trói chặt với những cái thiết bị của Apple. Anh em cứ tưởng tượng này đi, anh em dùng iPhone và dùng chung với cả Galaxy Buds. Thì việc chúng ta sử dụng Galaxy Buds thì nó vẫn có thể nghe một cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà để cho chúng ta có một cái trải nghiệm tốt nhất thì phải gọi là AirPods. Khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị của Apple chung hệ sinh thái này thì trải nghiệm chúng ta tốt hơn là thứ nhất này. Tiếp theo đó chính là những cái kết nối chúng ta nó cũng trở nên gọi là mượt mà hơn. Mà không chỉ kết nối với cả iPhone thôi đâu, mà AirPods nó cũng thể cho chúng ta có cái khả năng kết nối với cả những cái thiết bị khác như là MacBook hay là iPad các thứ này rất là dễ dàng. Đấy lý do tại sao mà mình bảo rằng là khi mà chúng ta đã bị vào cái hệ sinh thái của Apple thì rất khó có thể ra được khỏi cái hệ sinh thái đấy. Nói chung là đã là người chơi hệ táo thì khó cài lắm, nghiện lắm anh em ạ. Cái lý do cuối cùng mà khiến cho những cái thiết bị của Apple có thể trở nên đắt đỏ như vậy đó chính là Apple nay không chỉ bán những cái thiết bị công nghệ, mà người dùng còn nhìn vào Apple giống như là một cái hãng thời trang cao cấp rồi, giống như là Louis Vuitton này, hay là Gucci này, vân vân và vân vân. Tại vì là Apple không chỉ bán những cái thiết bị, mà Apple còn đang bán giá trị thương hiệu của mình nữa. Thì cái lý do mà khiến cho Apple có thể bán được cái giá trị của họ như vậy đó chính là họ đã xây dựng được một cái gọi là customer loyalty, có nghĩa là lòng trung thành của khách hàng qua nhiều năm, qua những cái sản phẩm tốt, ví dụ như là iPhone thế hệ đầu này đi tiên phong công nghệ trong việc là sản xuất smartphone này, hay là những cái MacBook bỏng nhẹ này, vân vân và vân vân, thì nó đã khiến cho người dùng có tình cảm với cả cái hãng Apple. Và cái tình cảm của người dùng với cả Apple nó lớn mạnh như nào thì anh em chỉ cần nhìn những cái hình ảnh mà người ta xếp hàng chờ iPhone mới ra mắt là anh em đủ hiểu rồi. Và ngoài ra thì qua rất nhiều những cái khảo sát thì khi mà sử dụng những cái thiết bị của Apple, nó không chỉ mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm công nghệ cao, mà ngoài ra nó còn nâng cao cái giá trị của bản thân của người dùng lên nữa. Điển hình như là trong khoảng thời gian gần đây thì mình đọc được một cái bài báo, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị của Apple thì chúng ta dễ dàng có người yêu hơn. Thì vì vậy đó chính là cái lý do mà tại sao mình nói rằng là Apple được đối xử giống như là những cái món đồ cao cấp như là Gucci, Louis Vuitton. Mà anh em biết rồi, đồ trang sức thì có bao giờ rẻ đâu. Và đó là những cái lý do mà mình nghĩ rằng là những cái món đồ của Apple có thể trở nên đắt đỏ như vậy. Vậy thì anh em nghĩ sao? Tại sao Apple lại đắt? Thì anh em hãy để lại bình luận dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Và ngoài ra thì trước khi kết thúc video, anh em TV hiện tại chúng ta đã có fanpage rồi, thế nên là anh em cũng nhớ like fanpage của anh em TV trên Facebook mình nhé. Và bây giờ thì tạm biệt anh em. Bye bye.